tuổi, nhập viện vì bán bụng và phù hai chân. Thì bệnh nhân nhập viện ngày 8 tháng 3. Bệnh sử thì cách nhập viện khoảng 2 tuần, bệnh nhân cảm thấy mình đau âm ỉ, đau gan, đau bụng, kèm theo lỏng vàng, có máu đi 5-6 lần ngày. Thì bệnh nhân có ra tiệm mua thuốc tây uống, mà em hỏi bệnh nhân không uống thuốc. Thì uống được khoảng 2 ngày bệnh nhân hết. Rồi sau đó khoảng chừng 2 ngày sau bệnh nhân cảm thấy bụng mình ngày càng to ra. To ra thì ăn, có nói bệnh nhân cũng không có đau bụng mà không hâu nôn, ăn uống thì bình thường, bệnh nhân chỉ nghĩ là ăn không tiêu. Rồi sau đó bệnh nhân thấy bụng càng ngày càng to ra nữa, kèm theo sưng phù ở hai chân thì nằm thì ghét. Tóm lại hai câu cho tôi thôi, trong bệnh sử. Dạ. Bệnh nhân này vô bị cái gì? Bụng dạ, to. Bệnh nhân bụng to với làm phù bệnh hai chân. Bệnh sử trong vòng bao lâu? Dạ, bệnh sử gần 2 tuần. Trong vòng 2 tuần, thấy thứ nhất là bụng ngày càng to kèm phù. Dạ. Tiểu sao? Tiểu bệnh nhân tiểu ít. Rồi cái thứ nhất. Dạ. Rồi cái thứ hai là có cái đau âm ỉ khắp bụng, kèm phải đi tiêu lỏng. Dạ. Tự mua thuốc uống mấy ngày thì hết? Khoảng 2 ngày. 2 ngày thì hết, cái nhiêu đó thôi. Dạ. Cái quan trọng mà không hỏi là cái gì? Sốt. Bệnh nhân không có sốt. Bụng mà to, mà bụng to lúc nào phải hỏi hai triệu chứng quan trọng là đau và sốt. Đúng không? Bụng to nhanh trong vòng 2 tuần phải luôn luôn phải hỏi đau và sốt, tí nữa mình sẽ biện luận sau, nhưng mà luôn luôn phải hỏi. Dạ. Cái đó quan trọng lắm. Với cái gì nữa? Đau sốt cái gì nữa? Rối loạn về tri giác, hành vi có không? Rối loạn giấc ngủ có không? Không, bệnh trên bệnh gan á ha. Dạ. Thì hỏi coi có cái đó hay không. Dạ. Tại vì mấy em nhớ đối với những người lớn tuổi á thì nhiều lúc có triệu chứng của nhiễm trùng không phải là sốt, hoặc là những người sơ gan nhiều lúc nhiễm trùng không phải là sốt đâu, nó không có sốt đâu, mà nó chủ yếu là rối loạn về gì? Về tri giác á. Ha, nên là phải hỏi những cái đó là cái quan trọng. Rồi, bệnh sử có nhiêu đó thôi, đúng không? Tiền căn có gì? Tiền căn thì bệnh nhân này có bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ, được chẩn đoán là được khoảng 13 năm mà điều trị ở bệnh viện 115. Điều trị cái gì, cái đó quan trọng đó. Dạ. Bệnh tim thiếu máu cục bộ điều trị gì? Bệnh nhân có cái sổ điều trị bên 115 không cô? Lâu lắm, 15 năm rồi. 15 năm rồi bỏ luôn, không có theo dõi tiếp hả? À, tức là cách đây 15 năm. Dạ. Còn trong vòng 15 năm nay thì không có điều trị, không đi khám lại. Dạ. Dạ rồi. Tăng huyết áp cũng được 10 năm, cũng điều trị ở bệnh viện 115 chẳng đó. Tăng huyết áp có còn điều trị không? Còn. Tự uống hay đi tái khám? Không có đi tái khám. Cứ tự mua viên đó uống hoài mười mấy năm nay luôn. Ồ, thuốc gì? Không, amlodipin á, đầu trắng đầu vàng là anh nghĩ là amlodipin. Đầu trắng đầu vàng hả? Dạ. Rồi tự đi ra ngoài nhà thuốc mua uống vậy đó, ngày viên. Amlodipin. Dạ, amlodipin nghĩ là không. Rồi tiếp. Thì có mổ sỏi thận thì cách đây 12 năm, thì tiền căn thói quen bệnh nhân này có uống rượu. Nhưng mà em hỏi số lượng bệnh nhân không nhớ. Uống rượu nhiều không? Có. Bệnh nhân chỉ nói là uống nhiều lâu lâu. Đám tiệc thì mới uống thôi chứ phải uống mỗi tuần phải không? Có. À như vậy uống đâu có nhiều lắm đâu. Mà uống cái gì? Uống rượu. Có hôm Tết bệnh nhân Tết uống nhiều, nhiều quá nó mới vô vậy đó hả? Bệnh nhân ngủ vậy là uống, ngủ vậy là uống hôm Tết. Rồi Tết uống rượu gì? Rượu chứa hột, rượu hột. Rượu chứa hột ở nhà ngâm á hả? Một lần uống bao nhiêu? Uống nhiều không? Chung về chung, bông chung. Uống hôm chung xì cũng có. Để đó hả? Vì khi sao uống ra không uống cái nào luôn. Rồi. Giọng luôn luôn á. Gì đó. Dạ hết rồi, tiền căn, gia đình thì không có ai. Tiền căn hồi đó giờ không biết bệnh gan. Không chưa bao giờ lần nào phù hết. Chưa lần nào bụng to hết. Không. Chỉ có lần này thôi. Lần em phải hỏi cái đó đó. Dạ. Đúng không? Tức là hồi đó giờ chưa có gì. Hồi đó giờ chưa giờ phù với bán bụng hết, lần này lần đầu tiên. Rồi tiếp đi. Thì tình trạng lúc nhập viện thì nói chung bệnh nhân tỉnh tiết sức tốt, sinh hiệu ổn, có huyết áp là 15-9, tràn đầy phù hai chân, bụng to. Phù nhưng mà thấy có vẻ thiếu nước ha. Không có thiếu nước nhiều mà thấy ổn ấy. Tay chân ổng này suy dinh dưỡng rồi. Suy dinh dưỡng. Tay chân tay bác sĩ cứ nói suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng rồi, chế độ ăn quan trọng. Có dấu xong mà. Đâu sao mặt đâu sao đâu mà sao sao đâu chưa có thành hình sao đâu có cái này dạng mạch máu dạch dạng mau mạch thôi nhưng mà không thành hình sao có sao đâu thấy sao có cái này nè có được con cái à cái này à bụng thì không bình thường bán căng quá trời luôn rồi bụng đực này bụng nó bớt căng chưa vô viện mấy ngày rồi bớt cái chân kìa có giò lên chông chông bớt rồi đó hả cụ hoàng bằng hệ thấy không bớt hàng ngày
thì là khám hơi khó. Khám phải làm dấu chạm cục nước đá chứ đừng có đè vô nha. Giờ bụng còn đau không? Hết rồi. Mông trắng. Có giấc tối rồi. Có sọc nè. Dạ. Mông sọc một bóng, mông trắng. Em rồi sao không thấy cục nước đá đâu. Thì không thấy nó không to thì đấy gì. Không thấy. Đâu. Bên này có nữ hóa tiếng vú nè. Dạ. Thấy không? Có một bên nữa. Bên thì có một bên nào thì dạ. Có một bên này nó có đống dưới này và ấn của nó đau. Dạ. Thấy nó không có đi nội soi dạ dày xong bị giãn tĩnh mạch. Có giãn phải không? Có thắt lại. Thắt rồi hả? Nằm như con này nghiêng có chút xíu. Nghiêng có chút xíu không? Không phải đau đâu, cái vú á. Cái vú đau là do đã giãn. Đúng mấy năm rồi. Đụng nóng ngực rồi đụng nào. Có cục. Có lắc á, nên mà tại vì mấy đứa không sờ được á. Nè cô gọi cho ta. Nghiêng qua hết là nước đổ qua bên này rồi nha. Yeah. Nước đổ nữa ha. Đột. Dưới bên đây cái tay đây. Đừng có làm vậy, từ từ. Thấy đụng chưa? Chạm lên. Thấy cục chạm lên chưa? Đó, thấy chưa? Trời ơi, cái tay tôi khám mấy chục năm trời. Nó chạm cái động. Chưa? Thấy chưa? Làm này không có đau đâu. Rồi một đứa nữa. Đây từ dưới này lên mới cảm giác được. Buông tay lên có đè vậy. Buông như cô vậy nè. Khoan để cô chỉ cho. Buông ra không có đè sâu. Rồi buông. Đó. Rồi nó thấy mới nó chậm lên chứ. Đúng rồi, tiếp đi. Thằng này nó không có nhẹ được, trời ơi, nó sờ bồn nó làm sao trời. Nó đau chỗ này đó, thấy chưa? Rồi. Đau cái vú đúng không? Nó đau chỗ thắt nè. Đau chỗ thắt không sao. Thắt nó không có đụng vô, nó không có làm gì được cái đó, thắt nó mà sao. Nước thì nước đầy nhắc rồi. Nước đầy nhắc rồi. Nó có phù thành bụng thấy không? Thấy không? Để cô nhìn đâu cô biết nó phù thành bụng. Tại vì cái da chỗ này nó dày. Ha? Ốm cả tông cả teo là cơ gì teo hết ráo rồi, nhìn vậy chứ mà suy dưỡng đó. Về nhà không có kiêng gì hết, chỉ kiêng một thứ duy nhất là rượu bia với ăn nhạt thôi, không ăn mặn quá nó phù. Cho ông ăn thoải mái trứng sữa gì ăn được thì ăn, ngày 4 cử, 3 cử cộng một buổi tối trước khi đi ngủ. Phải có thịt, phải có cá, phải có trứng, có sữa, không có kiêng nha. Ông suy dưỡng dữ dằn lắm rồi đó. Ha, à, chứ không phải bệnh gan là kiêng sạch sẽ không ăn cái gì đâu. Có cô ngày qua cô dinh dưỡng đó, bữa nay ăn đường nữa nè. Ừ, chưa ăn đi tôi hạ đường chết ngắt nha. Ăn đường. Hôm nay ăn chưa? Chưa ăn rồi. Cứ hai tay lên coi. Thẳng hai tay lên, thẳng lên, thẳng lên. Xòe ra. Đúng rồi. Chú hai chú đừng vòng nữa. Kệ ông muốn làm gì ông làm. Rượu. Có rung nhẹ nhẹ của này là uống rượu chắc nhiều rồi chứ có ít đâu. Lâu năm mà nhiều đúng không? Làm gì ít. Nhìn là biết rồi, nghe cái giọng biết rồi. Có phình phình luôn cô. Phình phình. Tiếng tai. Phình tiếng bàn tai. Lé lưỡi ra. Dai đó. Rồi gì với chân? Không thấy vàng ha. Thiếu nước. Không thiếu nước không queo à. Có xài lại tiểu phải không? Ổng dư nước ngoại biên. Nhưng mà nội bào có chừng thiếu á. Nhưng mà nằm vậy không thấy thiếu nước nhiều, tạm nghiêm coi. Bịch cổ vậy nó cũng muốn xẹt tới nơi. Có chừng thiếu nước. Hả? Đây này, cái này nè. Mình khác coi, không? Phải coi là cái không, uống nước đầy đủ. Đi tiểu bình thường ăn biết ngon. Ăn ngon rồi phải không? Ăn ngon về nhà bỏ rượu đi nha. Dạ. Bên nó phù nữa đó, có phù hai cái hồng giấy dưới có phù không? Giấy có mà bớt lần. Bớt rồi phải không? Chứ hôm bữa vô cũng phù phải không? Nhiều lúc em không để ý nó phụ hai cái hòn giấy này nè. Cái nó cà vào trong hai cái đùi á. Đúng vậy. Cái nó khó chịu lắm phải không? Đúng, nó đỏ. Đúng được trời. Nó đỏ luôn cái đùi thì ra em phải coi nữa. Nhiều lúc nó cà cái xong nó trầy luôn hai bên cái hông đùi với cái mặt của cái hai cái hòn giấy mà nó sưng dữ lắm, nhiều lúc sưng đi không nổi luôn á. Rồi đi vô ông kia đi. Thả phổi sao?
vẫn có gì thiệt không? Có dưới rồi, bên trái rồi, nên nó giảm ở dưới thôi chứ. Bên trái hay bên phải, xem chị bên phải. Hồi xưa giờ có ho không? Có ho không? Không có tiêm, ông hay ghê luôn, ông biết ông ok, cơ ông nằm vậy. Quen có tràn dịch nè, phổi trái vậy. Ông giỏi lắm, ông nằm lắm. Bỏ mấy chục năm nay. Ông về ông bỏ rượu giùm tôi một cái nghe không? Ông mà uống nữa là ông đi vô nữa đó. Có bảo hiểm không? Ừ, may có bảo hiểm đâu, có bảo hiểm có tiền. Bỏ bớt người chứ không phải bỏ bớt. Bỏ rồi. Cho bớt đi trước ra không? Thấy không? Cô giáo khỏi khám là biết sinh dưới luôn nghe không? Không có một cái trình đó. Chỉ cho em cái đó em. Đây đây. Dạ. Sao nhắc lại coi, nói ngắn gọn thôi. Mình xử cái này mới đầu tiên thì bệnh nhân có đau trong vòng 2 tuần, cái thời gian 2 tuần. Đó bị hấp bụng, bệnh nhân có đi cầu lỏng, đi tiêu lỏng, kèm máu ngày lần nhưng mà không có sốt. Kèm máu, bây giờ một cái đi tiêu lỏng kèm máu thì phải hỏi cái gì? Nói vậy sao biết cũng nằm đâu? Chắc phần. Máu nó ra sao? Màu gì? Thứ nhất là nó màu gì? Thứ hai nó có lẫn trong phân hay không? Hay là đi cầu phân ra trước rồi máu ra sau? Ha? Nếu mà màu đỏ tươi xuất hiện sau khi đi cầu nhỏ vài giọt thì mình biết là cái khoảng nó gì, nó rất là thấp, thường là trĩ ha, hoặc có thể là nước hậu môn, cái đoạn nó thấp lắm. Còn nếu mà máu với phân nó lẫn lộn với nhau á là gì, mà mình không phân biệt đâu là máu đâu là phân hết á, thì của tuyến hóa dưới mà đoạn khá là cao ha, mà màu máu màu gì đâu phải hỏi chứ. Nhận lại lần nào cũng đi cầu ra máu hay là đi cầu vài lần rồi lần cuối lần sau mới có máu? Lần sau mới có máu thì phải hỏi máu như thế nào nha. Có thể là ông này á, ông có trĩ đó, ông đi, thường thường cái người mà bón thì nó cũng loại trĩ ra nó chảy máu, mà cái người gì đi cầu nhiều lần á, tại vì họ rặn nhiều thì cuối cùng cũng có máu thì phải hỏi chứ, không hỏi sao biết là cái gì. Hoặc là máu lẫn trong phân thì nó sẽ khác đó, đi cầu ra máu phải hỏi vậy nha. Rồi tiếp gì nữa? Rồi vài ngày sau bệnh nhân có mua. Nếu mà đi cầu ra máu á, sau khi hỏi, nếu mình thấy mình đi cầu ra lượng máu nhiều hoặc gì đó thì mình mới hỏi là sau khi đập cầu có chóng mặt không, coi có dấu hiệu gì của mất máu không. Có nhiều người đi cầu ra máu nhiều quá sau đó thì sao, họ choáng váng chóng mặt, thành ra mình phải hỏi ha. Ví dụ như em quên hỏi gì hết, đi cầu ra máu mà em hỏi sao bệnh nhân nó bắt sau khi đi cầu chóng mặt, là em phải hỏi kỹ lại cái tính chất phân, một ngày đi cầu bao nhiêu lần, máu nó như thế nào, phải hỏi ra chứ. Để thấy bệnh nhân vô bán mụn phù chân mừng quá rồi hỏi mỗi đó thôi, còn đi cầu ra máu quên mất tiêu rồi. Đi cầu ra máu thường là xuất huyết tiêu hóa gì? Dưới. Hả? Rồi tiếp đi. Giờ bệnh nhân uống 12 ngày hết rồi, bắt đầu bệnh nhân cảm thấy bụng to ra. Bụng to ra kèm chân phù. Chân phù. Kèm tiểu ích. Tiểu ích. Nên vô viện. Dạ. Rồi. Bây giờ biện luận coi bệnh sử gợi ý cái gì. Ví dụ một bệnh nhân đến mình vậy đó, có bệnh sử vậy thì mình gợi ý gì? Bệnh nhân đến vì cái bụng to. Yeah. Như vậy mình phải lấy từ cái gọi là cái thao thiền chính, phải lấy từ cái bụng to biện luận ra. Và cái bụng to do những nguyên nhân gì? Cái tại sao cái bụng nó to ra? Lao mang bụng hư mang bụng. Hay quá ha, nói là cái tầm bậy tầm bạ rồi. Bụng to ra tự nhiên lao ung thư là sao? Bụng to mà kèm theo phù những sinh dưỡng là không. Hay quá ha. Đi kỳ cục vậy, đi cái cành cây, đi từ cái cành to đi tới cái cành nhỏ, chứ tự nhiên nhảy tọt lên cái cành nhỏ. Bây giờ cái bụng to là do cái gì, cái đại mà nó to, những nguyên nhân gì làm cái bụng nó to ra? Cái bụng nó to ra thì cái bụng nó có gồm cùng những cơ quan gì? Thứ nhất là cái thành bụng. Có bao giờ cái bụng nó to ra có thể có cái lớp thành bụng không? Mập quá bụng nó cũng to ra đúng không? Rồi thứ hai nữa là ở trong ổ bụng có gì to ra, hoặc là u thành bụng, còn trong ổ bụng có gì làm to ra, hoặc là nước, hoặc là trứng hơi, hoặc là một cái tạng nào đó nó to ra. Cái tạng to ra phụ nữ thì có thể có thai, còn cái tạng to ra nó cũng có thể là bụng to. Nhưng mà cái ca này nó bụng to nhanh quá, trong vòng có 2 tuần thôi. Có ai mà mập trong vòng 2 tuần cái bụng chị anh vậy không? Không. Nhưng mà cái bụng to này kèm với phù, một cái bụng to kèm với phù và tiểu ích thì khả năng cái bụng đó là nước. Một cái bụng to trong nhanh trong vòng vài tuần lễ, một tháng thường là nước.
hả? Có cái nào chướng hơi mà càng ngày càng chướng trong vòng 2 tuần ngày càng to vậy không? Không có, đúng không? Nó có hai cái từ. Nếu mà chướng hơi á, mà cái bụng nó không có, cái bụng chướng, bệnh nhân cảm thấy đầy hơi, mình gõ bóp 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 bóp, mà cái bụng không có to ra thì gọi là bloating. Còn nếu mà nó có hơi trong đó mà nó bụng nó to ra nữa là distension, nó có hai cái từ khác nhau, nó gọi là bụng chướng đó, hiểu không? Thì đó hai cái từ đó dành cho cái chướng hơi. Thì ca này á, mà trong vòng 2 tuần lễ mà nó to nhanh như vậy, chỉ có nước thôi, có ai có thai mà 2 tuần to vậy không? Ông này, ông nói nếu phụ nữ cũng phải nữa, không có cái tạng nào trong bụng mà 2 tuần nó to nhanh vậy hết á, đúng không? Kèm theo có cái phù và tiểu ích nữa thì cái bụng này khả năng đó là nước. Nước này là dịch thấm hay dịch tiết? Sao biết? Tại hụt hụt. Trời đất ơi, nó trình ình đó đó. Tại vì một cái bụng to là nước kèm theo phù, thì bạn chắc chắn là gì? Thế là dịch thấm. Vì nó có hai cơ chế thôi mà có thể kèm phù với ba nước, đó là gì? Tăng áp lực thủy tĩnh hoặc là giảm sức keo, giảm albumin, đúng không? Thành ra bản chất ca này là khả năng là dịch thấm. Dịch tiết thường là bán bụng gì? Đơn thuần, nước đơn thuần thôi, không kèm phù, không kèm tiểu ích gì hết á, đúng không? Nhưng mà một số trường hợp có thể là phù gì? Phù nhẹ, bệnh nhân không biết, nhưng khi mình khám mình thấy phù. Ca này thì phù chắc chắn rồi, nhưng có những ca vậy, hoặc là có những ca bệnh nhân thấy bụng to rồi bệnh nhân đi uống khám, uống ở ngoài đi uống thuốc lợi tiểu thì cái chân nó hết phù, lúc mình khám thì nó hết phù, nhưng thực sự nó có. Hoặc là những cái ca sơ gan đôi khi tăng áp cửa mà. Cái này là đa số dịch tiết và thường là bán bụng đơn thuần, trừ những trường hợp mà cái bụng bán dịch tiết kèm theo suy dinh dưỡng nó mới có phù thôi. Gặp đó mấy ca ung thư giai đoạn cuối, đôi khi mình khám mình cũng thấy là bụng bán gây di căn cộng thêm cái phù là do suy dinh dưỡng. Những trường hợp đó là hai nguyên nhân mình không nói. Còn trường hợp này bán mà đi chung với phù, đi chung với tiểu ích, hai tuần diễn tiến song song như vậy là dịch thấm. Bây giờ biện luận tiếp đi. Dịch thấm có mấy nguyên nhân, phải đi từ từ vậy đó nghe, nhảy vô lao bằng bụng đâu ra mà hay dữ vậy. Dịch thấm có mấy nguyên nhân, học xong tới năm 6 trả hết, còn nhớ trời trăng gì hết. Gì? Thứ nhất, tim, bệnh gì? Nó gây phù chân bán bụng. Bệnh lý tim phải. Thứ hai, thận, thận bệnh gì? Thường mà có phù với bán là thường là hội chứng thận hư. Thường những cái bệnh lý cầu thận mãn tính mà chưa có đến mức hội chứng thận hư đó, hoặc là suy thận mãn do nguyên nhân khác, là nó phù nhẹ kiến đau ở mắt thôi, nó không có phù cái chân trình hình vậy đâu. Còn ca này thì nó phù hợp con mắt, nó không có phù, mà nó phù cái chân không à, cái chân sưng to đúng không, cái bụng bán căng thì nó không phù hợp với hội chứng thận hư lắm. Hội chứng thận hư những trường hợp này là phù toàn thân, em sẽ thấy phù toàn thân và phù trắng á, có nghĩa là em thấy nhiều lúc bệnh nhân đẩy ngang qua là tôi biết cái phù này là do gì rồi. Phù của cái thằng gan là da nó sậm, phù hai cái chân và bụng to. Phù của thằng thận và chứng thận hư là phù toàn thân mà da nó trắng, phù toàn thân hết á. Phù của tim thì sao? Hai cái chân phù, bụng cũng bán, nhưng mà thường cái chân phù nhiều hơn cái bụng. Và bệnh nhân thường là gì? Nằm không chịu nổi đâu, nó khó chịu lắm. Nằm cái tịnh mạch cổ tư thế 45 độ nổi cao lắm. Ca này á, còn cái ca người nó suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng cũng phù toàn thân, nhưng phải phù vầy. Thì ca này khi mình khám á, ca này phù khả năng là gì? Còn một cái gan nữa. Gan bệnh lý gì mà phù phải bán? Làm tăng áp cửa. Trong 90% nguyên nhân là do sơ gan, 90% là do sơ gan. Nghe. Sơ gan ở đây là đây gây phù và bán vì hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là gì? Chủ yếu là tăng áp thì mạch cửa, do tăng tức là tăng áp lực thủy tĩnh đó. Và thứ hai là gì? Giảm áp suất keo. Khả năng là giảm albumin. Alo. Sáng dậy thì ổn, bây giờ em đi dậy rồi, em đang dậy. Rồi. Bây giờ, rồi, được rồi. Nói tới đâu rồi? Thì sơ gan là cơ chế chính là tăng áp cửa, nhưng mà nếu mà khi đã giảm albumin thì nó còn làm cái phù và bán nhiều hơn. Bản thân cái tăng áp thì cửa thôi vẫn có thể gây phù và bán. Nhiều lúc albumin nó đến trên 30 nó vẫn chẳng sao hết. Thường là albumin nó dưới 30 á, nó bắt đầu có thể có phù. Dưới 25 mới rõ ràng. Như vậy ca này là gan chưa loại nè. Thứ
hai là gì? Xuyên dưỡng, nếu có dưỡng là kết hợp thôi. Còn những bệnh lý tim thì hỏi tiền căng tim không thấy gì hết, đúng không? Tí nữa mình khám xem dấu hiệu tim phải có hay không. Thận thì mình không phù hợp, đúng không? Rồi, khi mà bệnh nhân mà bán bụng như vậy á, mình nghi ngờ là dịch bán, trong bệnh sử luôn luôn mình phải gì? Bên cạnh nguyên nhân, cái quan trọng nhất là gì? Xem nó có nhiễm trùng cái dịch đó không? Nhiễm trùng cái dịch đó thì thường thường cái triệu chứng của nó là gì? Đau âm mỉ khắp bụng nè, kế tiếp là sốt nè và rối loạn tri giác. Ba cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của nhiễm trùng. Thì ca này là không có sốt nhưng có đau bụng. Triệu chứng đó là ba triệu chứng thường gặp nhất. Ngoài ra còn có hai triệu chứng gợi ý của một cái nhiễm trùng nữa là gì? Đi tiêu chảy, phân lỏng và gì? Bụng nó to, bụng to nhanh. Tức là khi có cái nhiễm trùng cái bụng nó bán nhanh lắm. Ví dụ một bệnh nhân đang điều bán bụng, đang điều trị lợi tiểu, bình thường không sao hết, tự nhiên cái nó có một đợt nhiễm trùng tự nhiên nó bán nhiều hơn. Thì ba cái triệu chứng chính của mình là đau nè, sốt nè, rối loạn tri giác nè. Hai cái triệu chứng thường, hai triệu chứng khác ít gặp hơn là cái bụng bán căng, bụng bán nhanh hơn với là gì? Đi tiêu phân lỏng. Thì ca này nó có mấy cái triệu chứng phù hợp là thứ nhất là đau âm mỉ, thứ hai là tiêu phân lỏng, thứ ba là về tri giác. Thì tri giác ông này coi chừng nó trùng lắp với cái gì? Có hội chứng tai rồi. Như vậy ca này phải có chỉ định chọc tai. Ca này bắt buộc những trường hợp mà khi ngờ có nhiễm trùng là bắt buộc phải chọc dịch bán nha. Đó là chưa nói tất cả các ca sơ gan đều phải chọc dịch bán hết, nếu mà trước đó chưa từng bao giờ chọc, nó có chỉ định của nó. Như vậy ca này á hả, chưa có loại trừ được cái nhiễm trùng ở trong đó đâu nha. Đó là mình tính sau. Đó là cái bệnh sử, bệnh sử là gợi ý được nhiêu đó rồi. Không, tập trung vô cái nghi ngờ do gan rồi, mà 90% là sơ gan rồi, biện luận là vậy đó, chứ phải đi tắt vô với tiêu tiền căng. Tiền căng cái này có gì đặc biệt không? Có một cái tăng huyết áp và amlodipine tới 5-6 rồi, thì xem cái amlodipine đó có phù hợp, là thuốc đó có xài được cho bệnh nhân sơ gan hay không. Amlodipine cách đây 10 năm rồi bệnh nhân đã sử dụng và tự sử dụng không tái khám, thì nên nhớ cái vấn đề đó nghe. Tiền căng còn có gì nữa không? Uống rượu nhiều. Ông này ông nói uống rượu vậy với mình nhìn ông là biết uống rượu nhiều rồi. Uống rượu nhiều lắm. Bữa trước hỏi ông thì ông nói uống lâu lâu uống lần tới bến xỉn nhà ông không nhớ. đợt này Tết mà uống nhiều quá. Trước đó phù bán có thể có mà ít ông không phát hiện được. Mình không biết hoặc là không có mình không biết. Tự nhiên 2 tuần chắc qua Tết uống rượu nhiều quá đẩy vô phù bán nhiều. Thì nó có hai nguyên nhân, phải tìm cho ra nguyên nhân tại sao đợt này ông bị mất bù. Bệnh gan mất bù là khi nó có bán nè, khi nó có vàng da nè, khi nó có bệnh não gan nè, khi nó có xuất huyết cho vỡ dạ niêm mạc thực quản nè. Ông này vô đợt này là đợt mất bù. Còn nguyên nhân đợt mất bù này là cái gì phải tìm cho ra. Có thể là gì? Có thể là cái nhiễm trùng của dịch bán, có thể là do rượu. Có thể là gì? Do ông uống một cái thuốc gì đó nó làm mất bù. Thuốc nam, thuốc bắc, cây cỏ hoặc cái thuốc gì ông tự ông uống thì mình hỏi coi. Một nguyên nhân mất bù thường gặp được là gì? Trên bệnh nhân bị có thể là bị viêm gan B hoặc là một cái chồng cái A nào đó lên, tức là một cái đợt viêm gan cấp đẩy vô mất bù. Viêm gan cấp nó có nhiều nguyên nhân. Thì bây giờ em này chắc chắn là ông này có một giai đoạn mất bù rồi, sơ gan thì chẩn đoán dễ rồi, nhưng mà coi mất bù đợt này là cái gì, đó là cái quan trọng đó, đúng không? Vậy thế mình thấy tiền căn trước đó ông đâu có phụ có bán nhiều đâu, có thể là có hay không có vậy đó mình không biết, có thể là ông xỉn quá hoặc là ít quá ông để ý. Nhưng đợt này 2 tuần là ông vô mất bù. Khám thấy gì? Đó là tiền căn. Như vậy tiền căn bệnh sử cộng lại nó có vấn đề gì nè? Thứ nhất, nó là gì? Tiền căn bệnh sử cộng lại tóm lại coi nó có gì? Có cái gì? Nó có vấn đề gì? Thứ nhất là theo dõi nhiễm trùng dịch bán, thực sự nói cho tính xác là viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát, theo dõi cái đó là một. Thứ hai là gì? Một cái đợt bắt bù cấp, tức là cái này là một cái đợt là một cái suy gan mất bù, tức là đẩy tới một cái mất bù của gan đó, hoặc là em ghi làm theo dõi một cái viêm gan cấp ha, hoặc ghi rõ ràng hơn là một cái một đợt mất bù cấp biểu hiện bằng một cái phù bán nhanh. Thì cái mất bù này mình nghĩ nguyên nhân là gì? Có thể là do rượu. Còn số vi tí này mình làm sao? Rượu hoặc là do cái nhiễm trùng ở trên nó đẩy vô đó. À, một vấn đề nữa là gì? Mình đi gan mạng mà theo dõi gì? Sơ gan do rượu, đúng không? Mấy em nhớ là một cái gan rượu á, một cái gan rượu, một cái đợt cấp của gan rượu nó vẫn có thể đưa đến phù bán lách to. Quên nữa, ông này khám có lách to nữa nghe nha.
ví dụ một cái viêm gan rượu á, mãn mà một đợt cấp vô á, nó vẫn có thể đưa đến mức vẫn có thể có triệu chứng tăng áp cửa thoáng qua, nó vẫn có thể có bán bụt phù chân. Nhưng những trường hợp này khi ngưng rượu thì nó hết sạch sẽ luôn à, vẫn có thể có giãn mạch thực quản, vẫn có thể có lách to. Thường trong trong tăng áp cửa nó 90% là sơ gan, còn 10% là do nguyên nhân khác, trong đó có gì, có cái rượu cấp đó. Nhưng mà ca này đơn giản nhất là em nghĩ do sơ gan thì em ghi bệnh lý gan mãn, theo dõi sơ gan thì bệnh nhân gì, do rượu hết, nghĩ do rượu, còn những nguyên nhân khác mình chưa có làm ra. Ca này em nhớ kia biện luận mình có một cái bán bụng có tuần hoàn bằng hệ có lắc to nữa nha, thành ra tất cả nhìn vô là thấy là bệnh lý gan rồi. Thế cái bán này khả năng là của tăng áp cửa. Hồi nãy cô chỉ thích có cái lắc to đó ha, cũng có dấu hiệu của tăng áp cửa. Khám thì mình cũng chỉ thấy được thôi, thấy bán bụng, thấy phù chân, thấy lắc to, thấy tuần hoàn bằng hệ, bán bụng, phù chân, lắc to, tuần hoàn bằng hệ, vàng da không thấy, vàng mắt rất là nhẹ, sao mặt thì không tính, bị có một cái à, đúng không, có gì, có nửa hóa tiếng vú. Tại ông khai cái đó là ông sức mấy tháng trước mà bị lâu rồi. Bị lâu rồi, kể nó bị lâu rồi thì ông bị này có sơ gan bao giờ mới đâu, sơ gan ít nhất phải 20 mấy năm. Yeah. Nhưng đó là điển hình của nửa hóa tiếng vú đó, nó đau lắm, nó ở dưới nó có một cái mô vú. Nó có thể một bên mà có thể hai bên, nhưng mà thường là nó hai bên. Thì chẩn đoán sơ bộ là gì? Chẩn đoán sơ bộ là viêm gan mắc bù. Chuyện ở sơ bộ gồm có thứ nhất nè, xác định sơ gan. Dạ. Thứ hai là gì? Cầu bù, mất, cầu bù hay mất bù. Cầu bù hay mất bù. Thứ ba là nguyên nhân, thứ bốn biến chứng. Đó là sơ gan mắc bù, nguyên nhân do rượu. Nghi do rượu, nghĩ do rượu thôi. Theo dõi nhiễm trùng dịch bán nguyên phát, nhiễm trùng tiểu. Theo dõi nhiễm trùng, nên dùng cái từ đúng đi, viêm phúc mặt, nhiễm khuẩn tự phát. Gì nữa? Trên theo dõi nhiễm trùng tiểu. Sao biết nhiễm trùng tiểu? Tại ông có tiểu ít, tiểu gắt. Ông tiểu ít là do nước, là do phù thôi, do phù với bán nhiều thôi. Ông có tiểu gắt không? Dạ có, gắt. Mới đầu gắt, mình giờ đi hết gắt, lúc ở nhà thì tiểu có gắt. Thì em muốn ghi cô thì em ghi. Dạ. Trên bệnh tiêu thiếu máu cục bộ, trong thân khác. Bệnh tiêu thiếu máu bộ lộng khai cách đây 15 năm rồi, biết chắc không, để nó đi. Dạ. Nhưng mà có tăng huyết áp, tăng huyết áp dẫn đó làm sao? Tăng huyết áp, bình thường đó. Không, tăng huyết áp thì em đi tim mạch chưa? Dạ chưa. Ghi đi tim mạch không? Tăng huyết áp không phải ghi gì đâu, phải tăng huyết áp thì trong đó giống như sơ gan nữa, gồm những bước gì nữa. Rồi, đề nghị cận lâm sàng. Bệnh nhân có bao nhiêu vấn đề thì đề nghị bấy nhiêu cận lâm sàng. Thứ nhất là xét nghiệm thường quy phải làm nè. Còn có gì? Cầu máu, đồng máu, nhóm máu, nhân gian, thận, viêm đồ, bệnh giải. Cái ca này có cái gan thì thôi để cái gan riêng ra đi, là coi như xét nghiệm chuyên biệt. Mình có công thức máu, mình phải có ion đồ, mình phải có creatinine, clearan creatinine. Gì nữa? Đo điện tâm đồ ca này. Điện tâm đồ, ít gan ngực, tổng hợp chất nước tiểu. Rồi miễn dịch làm cho HBSA. Chưa, bắt đầu vô cái phần gan nè. Phần gan nó có 3 nhóm xét nghiệm. Như là xét nghiệm, xét nghiệm sinh hóa gan, kể hết 4 nhóm ra, gồm có gì? AST, ALT, GTALP, bilirubin, INA, albumin, đúng không? Bốn nhóm mình học đó. Đó là nhóm xét nghiệm sinh hóa gan. Nhóm thứ hai là nhóm gì? Nhóm nguyên nhân. Nguyên nhân của cái bệnh lý gan đó. Nguyên nhân bệnh nhân này là cái gì? Mình phải làm HBSAG, anti HBS. Phải có HBSAG, anti HBS nha. Để có gì mình cũng phải chích ngừa nữa đó. Anti HCV. Rồi. Đi cho em làm gì? Từ từ. Tự nhiên đi làm gì cho em? Có đâu làm nhiêu đó trước. Rồi tới nhóm gì? Nhóm xét nghiệm biến chứng. Đúng không? Xét nghiệm biến chứng thì mình có gì? Bệnh não gan, làm NH3. Cái gì nữa? Gì nữa? Hội chứng gan thận thì em làm rồi. Em có creatinine ở trên rồi. Em có dung đồ rồi. Gì nữa? Biến chứng gì nữa? Ung thư, AFB. AFB. Siêu bụng. Biến chứng tiếp gì? Nhiễm trùng thì chập dịch bán. Chập dịch bán làm gì? Xét nghiệm bán làm gì? Nghĩa là sinh hóa. Sinh hóa mình ghi gì trong đó? Sinh hóa thì mình đề nghị gì? Ít nhất phải có protein albumin, đúng không? Protein albumin như vậy, ca này mình nghi ngờ nhiễm trùng thì mình làm theo LDH với gì?
glucose, đúng không? Làm tế bào. Ca này nghi ngờ nhiễm trùng nên phải cấy dịch bán trong môi trường gì? Cấy máu. Lấy ra 10ml bơm vô trong cái môi chai cấy máu ngay tại giường bệnh nhân luôn. Rồi ca này còn biến chứng gì nữa? Giảm bệnh thực quản có hay không? Thì ca này phải nội soi. Tất cả các ca được chẩn đoán xơ gan ở mình á là phải soi hết ha. Soi, ca này phải nội soi. Còn biến chứng gì nữa không? Biến gì nữa? Đủ chưa? Đủ rồi phải không? Nhớ chưa? Nhớ từ cái nhóm gì đúng thiếu sót đó. Gan, gan lúc nào cũng vậy. Đầu tiên là cái nhóm của sinh hóa gan trước, gồm có chẩn đoán hình ảnh thì có đưa vô. Thứ hai là cái nhóm để mình tìm cái nguyên nhân tại sao nó có cái bất thường đó. Thì nhóm thứ ba đối với sơ mình tìm có biến chứng hay không. Rồi bây giờ đọc kết quả đi. Kết quả đâu đầu tiên cái cơ bản trước đi. Kết quả thì trong mức máu thì có giảm tiểu cầu. Đó là cái mượn có cái hồ sơ cho cô mượn đi. Chị thi cho bệnh cảnh vậy đó, xong là biện luận đó. Yeah, đề nghị cận lâm sàng rồi biện luận đó. Cái nhiễm trùng hồi nãy hả, có công thức máu. Nếu mà nghi ngờ làm thêm CRP ha, CRP thì nhiều lúc nó cũng không tăng nên bệnh nhân sơ gan đâu. Procalcitonin đó, đó là một trong mấy cái nhiễm trùng đó. Lấy cái hồ sơ ngày mai trình cho cô sớm, tại vì ngày mai là cô họp với hội đồng tốt nghiệp của sau đại học, sau đó cô họp hội sau đại học luôn. Thành ra ngày mai trình sớm sớm nha. Mai cô tại giường. Trình tại giường luôn. Ngày mai cỡ khoảng 8:30 cô trình, 9:30 cô phải chạy về trường. Trường cô họp. Thứ sáu có trình bạn giấy không? Thứ sáu chuẩn bị đi. Thứ sáu có cô rảnh thì cô vô trình, mấy này họp thành tùm lum, còn không rảnh thì đưa mấy anh này trình nè. Sau nếu cô rảnh thông tin cho mấy bạn trình xuống tiêu hóa chưa? Quá trình cũng bán. Rồi làm ca xuống tiêu hóa trình đi. Không làm rồi thi trúng tiêu hóa ráng chịu ạ. Công thức máu. Cô đọc mấy cái bất thường thôi nha. Bạch cầu thì mình không thấy tăng ha. Mình nên thấy có hồng cầu. Còn có 2.4 triệu là thiếu máu. Hemoglobin có 8.7 à. Định nghĩa thiếu máu coi. Hemoglobin dưới bao nhiêu? Nam dưới nhiêu, nữ dưới nhiêu thì là thiếu máu. 12. Nữ dưới 12, nam dưới 13, phụ nữ có thai dưới 10.5 tùy ha. Cái này 8.7 thiếu máu. Hồng cầu to đùng, MCV đến 1/100, MCH trên 32. À, thấy không? Thấy hồng cầu to đùng không? Hồng cầu to này gặp trong trường hợp nào? Hồng cầu to thứ nhất là thiếu vitamin B12 axit folic. Hoặc là gì trên bệnh nhân gì? Rượu. Do cái độc của rượu nó làm cho cái màng lipid của hồng cầu nó bị bất thường, nó làm cái hồng cầu to ra. Thành ra ông này có vẻ phù hợp với rượu lắm, thấy không? Cái này là thiếu máu hồng cầu to nha. Rồi. Tiểu cầu. Tiểu cầu ca này 176 giảm đâu giảm? Có hồng cầu giảm. Ở sao hồi nãy em nói tiểu cầu giảm? Hồng cầu giảm. Tiểu cầu 176. À, tiểu cầu mà dưới 150 là giảm nha. Tiểu cầu 176, nếu mà tiểu cầu thấp thì mình gợi ý đến gì? Sơ gan, nhưng mà ca này tiểu cầu không có giảm thì là sao? Thì kệ nó. Từ từ mình tính tiếp ha. Tiểu cầu nó có thể tăng giả không? Tiểu cầu có thể tăng giả hoặc giảm giả tạo không? Tiểu cầu tự nhiên ngày hôm nay thử ra có 90.000 à, nhưng ngày mai thử lại 140 được không? Vẫn có thể được. Hoặc ngày hôm nay thử 176, lần sau thử lại còn có 90.000 à. Được không? Nó tăng giả trong trường hợp nào? Cái này là thử, cái này là do nó gì? Cái máy máu mà nó là chạy máy mà nó sẽ cốt. Nó đâu có nhìn thấy cái tiểu cầu, cái hồng cầu đâu, nó chỉ dựa vào cái kích thước thôi, khoảng bao nhiêu đó là tiểu cầu, khoảng nhiêu đó thôi. Thành ra đôi như những cái hồng cầu nhỏ hoặc là những cái mảnh vỡ của hồng cầu hoặc ở bụi bên ngoài rơi vào nó không đếm thành tiểu cầu hết. Còn những cái tiểu cầu nó dính chùm, kích thước nó to ra nó đọc đếm thành gì? Hồng cầu hết.
Thành ra đôi khi cái tiểu cầu nó có thể là, nếu mà mình nghi ngờ mình có thể làm lại ha, nếu mình nghi ngờ thì mình làm lại. Rồi tới gì nữa? Tới những cái cơ bản trước đi, công thức máu thứ hai, creatinine ca này. Ôi creatinine ca này hơi tăng đó, mới ghê nè, 122 nè. Micromol, cái này phải tính clear răng, ca này creatinine hơi tăng đó nha. Thành ra hồi nãy cô khám cô thấy nó hơi thiếu nước đó. Cẩn thận kiểm lại đi, coi chuyện nó tăng nữa đó, từ 8 tháng 3 đến giờ nó tăng nữa đó nghe. Chà, chết. Đâu rồi, làm lại chưa? Chưa có dễ. Làm lại chưa? Coi. Làm lại coi nó có lên nữa không? Lên nữa thì thấy mệt lắm à. Hôm qua có xét nghiệm lại máu, không có thấy dáng chắc em trùng lắm. Rẻ tên ghê lắm. Tại ông này ông teo hết trơn cơ à. Cơ không có, nên rẻ tên 2, 1.22 chiếc le răng, nhiều lúc nó còn có dưới 60 à. Nặng ký sao được, nặng ký ông đồng phụ tùm ông rồi biết đâu, bao nhiêu ký. Ước tính không này bao nhiêu ký. Hỏi ổng lúc trước phụ bao nhiêu ký? Lúc trước phụ ổng khoảng 52, 53 ký. Đó, bỏ vô tính coi. Giờ phụ lên 65. Tại mấy cái app xuống đi, tính cho nó nhanh. 45. Thấy chưa, tính ra răng còn có 45 thôi đó. Ghê chưa? Mà hả, cái này phút lợi tiện cho cố vô thì sao? Nó đi luôn á. Nati còn 131 đó. Làm lại đi, Nati xuống nữa đó. Nati dưới 130 thì sao? Thế nhất hạn chế nước không lên nữa thì ngưng lợi tiểu luôn. Ca này cẩn thận vì con nhìn ca này có thấy thiếu nước ghê lắm. Ure ca này không tăng nổi là vì sao? Vì ca này nó suy gan rồi nó mới lên nổi đâu. Chứ còn thường mấy ca thiếu nước ure nó tăng đó. Nhưng ca lê ca răng ca này chỉ còn có 45 thôi. Cái thứ nhất ca thứ tiên natri nó thấp nữa. Nên kiểm lại ion đồ, kiểm lại creatinine nếu tiếp tục như vậy. Hạn chế nước uống nha. Mà thấy nó tụt nữa là ngưng lợi tiểu luôn. Ông này chỉ còn đường là gì? Truyền albumin đó gì? Căng quá thì tháo bán thôi. Truyền albumin vô. Hạn chế lợi tiểu. Coi chừng ca này có bệnh não gan cộng với nhiễm trùng nữa là xong luôn. Không có xài lợi tiểu được đâu. NH3 ca này tăng này thấy chưa? NH3 ca này 88 hơi tăng nhẹ nè. Mình không chập dịch bán đó. Thành ra ca này lợi tiểu phải rất là cẩn thận. Em nhớ những trường hợp nào không sử dụng lợi tiểu. Thứ nhất đang nhiễm trùng, đúng không? Nhất là đang nhiễm trùng mình, đặc biệt là viêm phúc mạc do nhiễm khuẩn tự phát nữa. Thứ hai là gì? Bệnh não gan. Thứ ba là gì? Hạ natri máu mà không đáp ứng với gì? Nhiễm nước. Thứ tư là gì? Hay quá ha. Thứ tư là gì? Hội chứng gan thận trước khi hội chứng gan thận là gì? Hả? Rè trên nhiêu? Hay quá, ở trên 2 tiêu mất tiêu rồi, giờ trên 2 dữ vậy. Trên 1.2. Nhưng mà ca này khỏi 1.2 đi, ca này clear răng nó còn có 45 mà. Bây giờ hôm nay thử lại còn 95. Lên hay lên hay xuống? Dạ xuống 95. Xuống rồi, ca này có truyền albumin không? Có truyền không? Ion độ natri xuống không? Rồi ca này xài đô cặp điên kinh hồn lắm nha, sợ rất là cẩn thận đó, từ từ tính tiếp cái vụ đó nữa. Im đồ. Dạ. Im đồ nó đi xuống không hay lên? Cái này mới có mấy cái sử dụng thuốc phải rất là cẩn thận. Cái im đồ lại bao nhiêu? Dạ, im đồ kali là 134. Im đồ bao nhiêu, kali bao nhiêu? Natri 134, kali là natri 4 lên được chấm. Một chút, kali lên 4 chấm rồi, ok. Nó tạm ổn. CRP ca này tăng nè. Hồi nãy mình nghi ngờ nhiễm trùng, mình đề nghị làm cái CRP. Ca này CRP tăng nè. Ha, mình cũng ứng ứng. Rồi, là đó là những cái. Thứ nhất mình thấy creatinine lúc đầu nó tăng. Vì natri nó thấp nhưng bây giờ nó hơi tạm ổn rồi. Đó là một cái gì? Đó là một cái suy thận cấp đó nha, giai đoạn đầu á. Đường huyết bình thường, ure bình thường, mỡ máu vậy thôi, khỏi cần. Rồi đi vô xét nghiệm của gan. Xét nghiệm của gan đọc AST, ALT. AST 92, ALT 29 là sao? Con thứ nhất có tăng không? Còn AST tăng thôi. Và AST tăng hơn 3 lần. 3, 9, 5, 7, 3, 2, 6.
không hơn 3 lần, tăng hơn 3 lần 100% là rượu. Không có cái bệnh nào mà AST nó lớn hơn 3 lần ALT đó, lớn hơn 2 lần đã là rượu rồi, nhưng mà lớn hơn 3 nó càng chắc chắn rượu nữa. Thành ra ông này ông nói rượu ít là không có đúng đâu. 29 x 3 là nhiêu? Mới 8 mấy hả? Ông này tăng hơn 3 lần mà em thấy trong cái rượu á, đôi khi men gan ALT nó không có tăng, chỉ có AST nó tăng thôi. Thì ca này là cái men nó phù hợp với rượu sơ gan mà không phải do rượu, men AST nó cũng không lớn hơn 2 lần ALT nữa. Thường đa số là rượu nó mới tăng. Ngay cả do thuốc, ngay cả do bệnh, do bệnh gan thiếu máu cục bộ, bệnh gan do thiếu máu cục bộ á, trong bệnh lý tim á, AST nó cũng không tăng hơn ALT nhiều như vậy. Trừ những trường hợp mà có gì nó có nhồi máu cơ tim thì AST nó tăng, ALT không tăng thì mình không nói, đúng không? Ca này nó vẫn gợi ý cho rượu của mình, AST, ALT. GDT nó có 2, có 139 thôi. GDT 139 có nghĩa là ông này ông nói trong thời gian gần đây ở không có uống rượu nhiều đâu, uống nhiều nó tăng dữ lắm, và cái thời gian bán hủy nó dài lắm ha. Thành ra ông này là ông uống lại ra ông bị từ trước rồi. Xong rồi mình không có làm ALP này mình không biết, nhưng mà nhìn AGT như vậy mình không sợ ứ mật đâu. Ứ mật với AGT nó tăng cao nhất trong vị rượu là một, thứ hai là gì? Ứ mật. Ứ mật thì dựa vào phosphata kiềm nữa, nhưng mà ca này AGT như vậy là mình không sợ thằng phosphata kiềm tăng nhiều đâu. Rồi tới cái bilirubin 83.7 toàn phần trực tiếp 34.2. Bilirubin tăng đúng không? Bình thường nó dưới 17 mà. Tăng kiểu gì? Trực tiếp vô toàn phần, cái này ra mấy? Cái này hơn 50% chưa? À cái này nhỏ hơn 50%, như vậy ca này khoảng từ 20 đến 50%. Mấy này học rồi nói nhanh nha, như vậy tăng kiểu hỗn hợp, phù hợp với bệnh cảnh gì? Làn da tại gan. Rồi. Tới cái chức năng gan. Albumin ca này thấp quá rồi, thấp có 19.1 à. Bin E nhiêu? Bin E 1.93. Bin E gì? Tăng, albumin giảm thì phù hợp với bệnh cảnh kia, nhưng mà thằng này albumin giảm nhiều quá so với thằng Bin E. Mình đã coi chừng có cái, thêm cái suy dưỡng nữa. Suy dưỡng á, mình không gì ha. Thấy protein toàn phần giảm nè, albumin giảm nhiều. Mấy ca sơ gan đa số có suy dưỡng thiếu đạm. Rồi, tới xét nghiệm nguyên nhân. Âm hết. Ăn tí HBS âm, HBS âm, ăn tí HCV âm. Cái này phải chích ngừa con B, bắt buộc. Đúng không? Tất cả ca sơ gan phải chích ngừa B và gì? A. À, nói chung là người Việt Nam là phải đi chích ngừa. Ông này ăn tí HBS âm tính nên đi chích ngừa. Như vậy nguyên nhân BC mình không nghĩ. Đúng không? Rồi tới gì? Biến chứng. Thứ nhất là nhiễm trùng, mình thấy CRP nó tăng. Mình không có chọc dịch bán, phải rất là cẩn thận. Gì nữa? Nước tiểu, em nghi ngờ nhiễm trùng tiểu đúng không? Đi chích dương tính nhưng mà không thấy bạch cầu, thấy bạch cầu đó hết trơn á hả? Thấy bạch cầu. Rồi biến chứng thứ hai kế tiếp nữa là nội soi thì thấy có giãn, có chối son mà phải thắt rồi đúng không? Cẩn thận nha, nhớ những ca này trong gai lai chính thống của Mỹ mà nói về trường hợp bà giãn mà phải thắt á thì nó không phòng ngừa kháng sinh. Nhưng mà trong guideline của Hiệp hội Nội soi Hoa Kỳ á, tất cả những ca này nên sử dụng kháng sinh, và Việt Nam nên sử dụng kháng sinh. Mình sử dụng kháng sinh uống thôi, mình xài ciprofloxacin ngày 2 viên. Ngừa nhiễm trùng. Cái này ngừa khác nha, ngừa cái này là ngừa nhiễm trùng trên bệnh nhân chưa xuất huyết tiêu hóa gì hết. Tôi thắt thì khi thắt là một cái phương pháp can thiệp, nó có thể làm trầy xước và phóng vi khuẩn vào trong máu. Thành ra trong cái hiệp hội và nội soi nó khuyên mình là nên phòng ngừa. Nhưng mà trong cái guideline chính thống của Mỹ á, mà của hội của gan thôi á, không phải nội soi á, thì nó không có nói gì tới cái này hết. Tốt nhất là nên ngừa, và những ca này cô thường ngừa hết trước khi soi, uống ciprobay và kéo dài khoảng 7 ngày thì ngưng. Nó vô nhiễm trùng mà nào không hay, và cái môi trường của mình là gì? Cái môi trường không phải là sạch sẽ nên là nên phải ngừa. Nên ca này á cô sẽ xài ciprofloxacin 2 viên. Còn nếu ca này thật sự là có nhiễm trùng dịch bán, chọc ra có bạch cầu neutrophil trên 250 trên 50% tổng số bạch cầu, thì mấy em gì đã xài kháng sinh rồi thì coi như ngừa cái này luôn rồi ha. Rồi khi ngừa cái này là coi như mấy em chỉ có nhiễm trùng tiểu luôn rồi, đúng không? Thành ra cô sẽ ngừa cái này. Thứ nhất là ngừa nhiễm trùng, thứ hai thắt rồi phải ngừa gì? Phải phòng ngừa chúng tôi nó tái phát chứ, đúng không? Thế gọi là phòng ngừa gì? Xuất huyết tiêu hóa nguyên phát. Thì mình sẽ sử dụng gì? Ca này phải theo dõi cái thắt,
phối hợp với gì? Beta blocker. Bây giờ coi nè, beta blocker guideline nó có những cái thuốc, thứ nhất là propranolol và thuốc mới ít tác dụng phụ hơn là carvedilol. Carvedilol á, thì em coi ca này còn có chỉ định xài beta blocker không? Có, nhưng mà có nguy hiểm cái gì? Beta blocker phải không sử dụng trong những trường hợp nào? Thứ nhất bán kháng trị, thứ hai gì? Hai là gì? Thứ hai cái gì? Đang viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát là không được sử dụng beta blocker. Nha. Vì sao? Vì đẩy vào suy thận đó và tăng tỷ lệ tử vong, tăng tỷ lệ mắc bệnh nặng hơn. Thứ ba là gì? Đương nhiên là những cái chống chỉ định của beta blocker mình không nói, mình nói riêng thôi cái này thôi. Thứ nhất là gì? Đang nhiễm trùng, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát. Thứ hai là kháng. Thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Đương nhiên là suy tiêu hóa và xài vô nửa chất tiêu. Gì? Bệnh thận, suy thận, creatinine trên mấy? Hả? Tất cả những trường hợp creatinine tăng là không sử dụng beta blocker trong giai đoạn này. Tăng trên mấy? Định nghĩa creatinine tăng là tăng nhiêu? Trên 1.5 đó, nhưng mà ca này GRFE lúc đầu nó còn có 45, thôi xài vô là tiêu nữa. Thành ra ca này beta blocker rất rất là cẩn thận. Nha, cái gì mình xài mình phải cân nhắc hết đó, chứ không phải cứ nhắm mắt xài này nó nặng cái kia là sao. Ca này có nhiễm khuẩn vi khuẩn nhiễm phát không mình không biết, không có chọc ra. Ca này thì bán mới thôi, không phải là bán kháng trị, đúng không? Creatinine ca này cũng rất cẩn thận. Thành ra sau khi creatinine về bình thường, yêm đồ bình thường rồi, chắc chắn ca này không phải vi phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát, thì mới bắt đầu xài beta blocker. Và những ca này nên sử dụng carvedilol. Carvedilol ha, carvedilol với liều của nó khởi điểm là 6,25 và liều của nó tối đa thì rất là cao, nhưng thường mình sử dụng liều 12.5 thôi. Và khi mà em sử dụng carvedilol thì đều không cần điều chỉnh mạch đâu nha. Còn nếu em sử dụng ca này là gì, propranolol, em phải điều chỉnh mạch. Em điều chỉnh mạch xuống 55-60 đồng một phút, mà ca này đang sử dụng amlodipine không khó vô cùng điều chỉnh mạch. Vì sao? Amlodipine nó làm mạch nhanh, rồi xài propranolol nữa sao chỉnh sao, đúng không? Thành ra ca này rất rất là cẩn thận mấy em. Còn mấy em nếu mà xài một cái liều thông thường cứ 1/2 × 2 thôi, trị làm gì, chẳng có hiệu quả gì hết á. Sử dụng propranolol là phải điều chỉnh mạch xuống 55-60 lần và không để huyết áp thấp. Huyết áp không bao giờ để dưới 9 hết á. Thành ra cái vấn đề điều trị ca này mình tưởng đơn giản chứ nó không có đơn giản đâu nha. Tự nhiên có tràn dịch màng phổi bên trái nữa mới lạ nè. Thường là bên phải thì mới có, chứ bên trái mà nó có tí xíu cũng hơi ớn à. Ha, đúng không? Thường dịch thấm bên phải, tự nhiên bên trái có, bên phải không có. Phim đâu rồi? Phim đâu, đưa cô coi coi. Siêu âm thấy có dịch không? Siêu âm, không có siêu âm luôn. Có sao siêu âm? Không thấy siêu âm, ở trong máy cũng không có. Có sao không có siêu âm lạ vậy? Kiếm chữ C đằng sau không còn. Sao không có siêu âm được? Không, này á, nhiều thứ để làm lắm á, dinh dưỡng không để ý, thiếu máu hồng cầu to nữa nè. Làm ferritin cũng tăng. Ferritin tăng đương nhiên rồi, tất cả các bệnh gan mãn là ferritin tăng hết, cái đó có gì đâu quan trọng. Siêu âm có hả? Lạ ha. Không thấy đề nghị siêu âm. Lạ này, kỳ vậy, lạ vậy. Rồi biến chứng gì nữa? AFB làm không? Có làm không? Có bình thường. AFB bình thường. Em nhớ tầm soát ung thư phải dựa vào AFB nha. AFB cộng với siêu âm đó. Ở từ Mỹ á, là Mỹ này nó làm tầm soát bằng siêu âm chứ phải dựa AFB đâu. Mình làm mỗi AFB thấy bình thường mà không siêu âm là không có được đâu. Còn biến chứng gì nữa? Cái gì nữa không? Đó là những cái bình thường gặp nhất rồi. Xong hết rồi đúng không? Bây giờ chẩn đoán đi. Chẩn đoán lại từng bước như hồi nãy vậy đó. Thứ nhất sơ gan, chắc chưa? Sơ gan dựa vào đâu? Thường thường cái sơ gan mà rõ nhất á là mình sẽ nhìn thấy cái tiểu cầu nó thấp. AST lớn hơn ALT.
mình tính Fri, nó lớn hơn 2 là chắc. Cái này tính Fri coi. 1.3 mấy thì nghi ngờ từ F3 đến F4. Cái này muốn chắc nữa, có dịch bán không làm fibroscan được. Mình làm gì? Làm ACFI. ACFI có, mình có 3 phương pháp đó, mình nhớ. Đúng không? Thì cái này về cái tiêu mình không có làm được cái đó, thì bây giờ mình coi tiêu chuẩn của nó nè. Thứ nhất nó có tăng áp cửa. Tăng áp cửa nó có đến mấy triệu chứng. Thứ nhất có dạng này mạch thực quản. Thứ hai có lách to, thứ ba có bán bụng. Bán bụng nó lại phải chọc ra, SAG phải lớn hơn gì? 11 g trên lít hoặc là 1,1 g trên decilit. Nhưng có hai triệu chứng rồi. Suy tế bào gan hay là bệnh triệu chứng của bệnh lý gan mãn có mấy cái? Có cái vàng da bilirubin tăng. Có gì nữa? Gom luôn cả lâm sàng còn lâm sàng nha, có ina gì? Phù đó là đông máu. Ina tăng. Như vậy mỗi thứ có hai cái thì khả năng đó là gì? Là sơ gan 90% nha. Thì nếu đa số sơ gan bây giờ người ta chẩn đoán trong tất cả các nghiên cứu đó dựa vào FRI hoặc là fibroscan. Ha? Tại vì nó có thể chồng lắp các bệnh khác lên, như ca này mình chẩn đoán là sơ gan, chai gì? Có cận lâm sàng là phải chai gì? Chai C. Gì nữa? Nguyên nhân nghĩ do nhiễm da rượu thì mình thử hai đó. Thứ bốn biến chứng. Vẫn theo dõi viêm mức mặt nhiễm khuẩn tự phát. Theo dõi gì? Bệnh thận gì? Theo dõi một cái... Chưa hội chứng gan thận đâu, hội chứng gan thận đâu có điển hình. Theo dõi một cái suy thận cấp. Gì nữa? Còn biến chứng gì nữa không? Tăng huyết áp. Rồi, bây giờ em đặt vấn đề điều trị đi. Điều trị từ biến chứng xuống trước. Biến chứng nguyên nhân mới tới triệu chứng đúng không? Biến chứng và phòng ngừa luôn. Là chế độ ăn. Biến chứng thứ nhất là gì? Cái này có biến chứng gì nè? Nhiễm phế bào nhiễm khuẩn tự phát. Cái này mình không có soi, là mình không có chọc dịch, mình không biết. Biến chứng thứ hai là gì? Bệnh não gan. Cái này có NH3 tăng nè. Thứ ba là gì? Có một bệnh thận cấp, có một suy thận cấp cộng với gì? Natri máu thấp nè, đúng không? Có gì nữa? Có cái dạng từ mạch thực quản nè, mặc dù nó chưa vỡ nhưng mà dạng nhiều quá phải thắt nè. Có gì nữa? Ghi ra hết để hồi trị đó, không ghi ra là không biết đường đâu rồi ghi rồi trị. Rồi gì nữa? Thiếu máu hồng cầu to nè, trời ơi không có nhớ gì hết á. Còn cái thiếu máu hồng cầu to đúng không? Chưa kịp không? Vậy hồi mình trị từng cái đó. Còn nguyên nhân cái này là nghỉ rượu, đúng không? Tất cả những cái đó đều phải có phòng ngừa hết nghe mấy em. Một biến chứng nữa là cái này là gì? Suy dưỡng nè. Suy dưỡng là biến chứng của sơ gan đó nghe. Để mình điều chỉnh chế độ ăn nè. Rồi nguyên nhân cái này thì nghỉ rượu thôi, thì giải quyết cách là ngưng rượu thôi chứ không có cách nào khác. Triệu chứng. Triệu chứng cái này chủ yếu là phù và bán, đúng không? Mình giải quyết cái đó cho ông. Rồi, cái thứ nhất là nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì cái này hồi nãy cô nói rồi. Nếu mà chọc ra nghi ngờ thì em phải sử dụng kháng sinh. Kháng sinh gì thì học rồi, đúng không? Thứ hai là gì? Thứ hai là gì? Nếu cái này mà chọc ra có viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn tự phát, thì sau đó em phải phòng ngừa suốt đời luôn. Phòng ngừa khi nào hết bán thôi. Phòng ngừa bằng như thế nào học rồi luôn. Nhớ điều trị và phòng ngừa thì phòng ngừa luôn luôn đi hai cái nha. Thứ hai là dạng từ mạch thực quản đã thắt rồi, phòng ngừa nãy cô nói rồi. Phòng ngừa ca này là thắt phối hợp với beta blocker nên xài carvedilone, nhưng ca này rất rất là cẩn thận, chỉ xài khi bệnh nhân chắc chắn là không có nhiễm trùng, khi creatinine trở về bình thường nha. Natri trở về bình thường mới về sử dụng carvedilone. Sử dụng carvedilone thì bắt đầu từ 6.25 theo dõi huyết áp, sau đó nâng lên 12.5. Khi sử dụng carvedilone rồi, bệnh nhân này vẫn đang sử dụng amlodipine, nhớ theo dõi huyết áp, coi chừng amlodipine đang ổn, thêm cái này vô thì sao? Nó thấp á, huyết áp nó tụt á. Ha, thành ra là nó cẩn thận nha. Nếu mình sử dụng carvedilone tăng liều lên 2.5 cộng amlodipine ok không vấn đề thì thôi, nhưng mà nếu mà tăng lên liều 2.5 mà thấy huyết áp nó tụt thì thôi ngưng amlo đi, xài cái này cũng được. Rồi tiếp tục. Ca này cái thận như vậy không sử dụng gì? Trên bệnh nhân sơ gan mà cái thận như vậy là không sử dụng ức chế miễn dịch, không ức chế thụ thể, không sử dụng gì, ức chế đang chuyển ngang, hai cái đó tuyệt đối không. Một thứ tuyệt đối không trên ca này nữa là NSAID, kháng viêm non steroid tuyệt đối không được sử dụng trên bệnh nhân sơ gan, đặc biệt ca này là càng không nên sử dụng nữa. Nên huyết áp trên ca này lựa chọn chỉ sử dụng amlodipine của em phối hợp với gì?
beta blocker thôi, nhưng mà beta blocker khi nào mà bắt đầu vô nhiễm khuẩn, khi nào rẻ lên nên tăng lên ha, hoặc là bán kháng trị là em phải ngưng đó, bị nó đẩy vào bệnh lý thận đó. Rồi biến chứng kế tiếp, bệnh não gan KDNH3 tăng đúng không, đi giao ông này không phải là ổn đâu nghe, có vấn đề đó, em phải làm test mới biết được. Thì ông này chỉ xài gì, chỉ xài một thứ duy nhất là gì, lactulose là đu pha lắc ngàn gói, coi ông đi cầu như thế nào thôi, là kiểm lại, kiểm tra ion, kiểm tra kali ông này, kali ông này thấp đó, nhớ bù kali vô thì sao, không bù kali nó lại làm tăng NH3 nữa, bù kali bằng đường uống nha, ngày 2-3 viên gì đó. Rồi đó là cái đó, kế tiếp là gì, biến chứng gì nữa, không cầu to làm gì, định lượng hemoglobin, định lượng B12, định lượng acid folic, ca này thiếu máu nhiều lắm, người ta có định lượng được hết á, còn không định lượng ha, nếu mà thiếu cái gì thì bù cái đó nha. Rồi kế tiếp là gì, ca này suy dưỡng, suy dưỡng thì sao, đạm bao nhiêu, phải đảm bảo năng lượng là ít nhất là 30 kcal bạc ký một ngày, đạm là ít nhất là gì, 1.2 gram một ngày, cái này là bác sĩ dinh dưỡng cho ha. Ông này bù đạm ăn uống ngày ít nhất, hôm nay cô dặn nó ăn ít nhất là 4 cử, không kiêng cái gì hết, vì cái gan thường thường ta bắt kiêng đạm hết trơn à, không có kiêng, bây giờ là đạm không có kiêng, ăn nó còn nhiều hơn người bình thường nữa đó. Trừ trường hợp bệnh não gan giai đoạn 3-4 á, thì đạm có thể giảm xuống 0.8 gram một ngày, hoặc có thể tạm thời ngưng trong vòng 48 tiếng, nhưng sau đó phải trở lại cái đạm. Em biết 1.2 gram bạc ký một ngày là nhiều vô cùng, ca này ví dụ 50 kg đi thì một ngày phải gì, 600 gram đạm, mà em biết 100 gram thịt heo được bao nhiêu gram đạm, 50. Là ăn nhiều lắm đó, tóm lại là ăn trứng sữa gì ăn thoải mái, nhưng mà cái đạm động vật đôi khi ăn vô nó chướng hơi đầy hơi, thì phối hợp thêm đạm thực vật. Đạm thực vật là gì, là nấm nè, là đậu hũ đậu nành nè nghe, còn không đạm buộc đạm, đảm bảo đủ đạm là phải bù đạm bằng gì, đường uống đó, là cái BCAA uống đó. Thành ra cái đó em nhớ, tôi chỉ cần mấy em nhớ mỗi chuyện thôi, là không hạn chế đạm cho bệnh nhân sơ gan dùm tôi một cái, ăn ngày 4 cử buổi tối trước khi đi ngủ ăn thêm cử nữa nha. Rồi biến chứng gì nữa, thấy quá trời cái để trị đúng không, nếu không ghi ra là không nhớ đâu. Tới điều trị nguyên nhân thì ngưng rượu bia tuyệt đối luôn ha. Rồi gì nữa, phù bán thì ca này phải hết biến chứng mới sử dụng lợi tiểu được, ăn nhạt trước mắt gì, khi nào natri về bình thường, chức năng thận về bình thường, hết nhiễm trùng rồi thì mới sử dụng lợi tiểu nghe. Đó, lợi tiểu mình học rồi, phải rất rất là cẩn thận. Ca này nên phối hợp albumin truyền nữa ha, albumin truyền phối hợp với lợi tiểu, còn nếu giai đoạn đầu thì mấy em chỉ truyền albumin thôi, khoan sử dụng lợi tiểu đã nha. Ngay từ đầu ca này nên không sử dụng lợi tiểu, không nên sử dụng lợi tiểu chút nào hết trơn á, xem xét dị sụn kháng sinh. Ca này hên xui á, hên xui là nó đẩy vào nhiễm trùng hồi nào cũng hay á. Này đang sử dụng dorocabin 1/4 × 2, có hiệu quả gì không? Không có hiệu quả gì hết á, theo dõi mạch không có hiệu quả gì hết, vô ích. Hả? Đã xài dorocabin là phải chỉnh liều nha. Thành ra không có gì khẩn cấp, thắt rồi từ từ mình sẽ theo dõi và điều trị. Nhớ theo dõi huyết áp mỗi ngày. Albumin ngày 2 cho nhờ là có albumin nó mới đỡ đó. Hả? Morihepamine đó là BCAA thôi, đó là BCAA bằng đường tĩnh mạch ha. Này suy dinh dưỡng nặng. Mấy đứa biết tại sao cô vô con nói ca này có phù biểu mà cô không khám không? Không. Không phải, có nghĩa là cô không phải cô ngại, mà cô biết chắc chắn là nó phù biểu. Có phù hành
rồi, nó dồn dịch nó phụ thành bụng nhiều là thế nào chứ nó cũng có à. Đó là cái bán căng nữa. Thành ra nhiều lúc đó bệnh nhân không khai nhưng mà mấy em phải tạch ra em khám nha. Coi nhiều lúc nó phù quá, nó cà vô cái ủi của nó đỏ lét rồi, nó viêm mô tế bào đó luôn á, nó trầy xước luôn á. Viêm mô tế bào, cái da biểu, cái da da đùi luôn á. Em thấy hai cái biểu nó sưng lên nè, cái đáy của nó đỏ là sưng luôn nữa. Phải rất là cẩn thận. Mà giờ không dùng lại tiểu được thì sao mà bớt phù được. Ông Triều ơi, ông Biên vô. Trời ơi, em Triều ông Biên nhiều vô coi, nó phù, nó giảm phù còn nhanh hơn cái lợi tiểu nữa đó. Ừ. Cái này chỉ có các em sau khi mà rẻ đi lên điện giải ok, bệnh nhân chắc chắn không có nhiễm trùng thì em xài lợi tiểu. Nhưng mà ca này em Triều ông Biên không thôi, nó đã xuống rồi, ngày 2 chai đi, 3 chai cũng được, 4 chai cũng được. Có gì đâu. Ngày 2 chai đi, Triều liên tục, nó hết chứ có gì đâu. Không có gì khẩn cấp hết trơn, có ai chết vì phù chưa? Có ai chết đâu, có ai chết vì cái phù đâu. Có ai chết vì cái bụng bán chưa? Chưa. Bán căng quá thì tháo. Tháo được albumin bù vô. Ông này bán đâu có đến nỗi không thở được đâu. Ông nằm không thở được mà. Mắc mớ gì xài lợi tiểu, trong khi xài lợi tiểu biết bao nhiêu là nguy cơ. Đúng không? Cái này xài lợi tiểu rất là nhiều nguy cơ. Mà lợi tiểu cộng với doragardin nữa càng nguy hiểm nữa. May mà cái thận rẻ nên ông này không có tăng là nhờ được albumin đó. À, nên rất là... Thành ra thuốc á, phải luôn luôn là gì? Cô bắt ghi vấn đề ra là vì vậy đó. Khi mà em điều trị cái này thì em phải nhìn ngược lên cái kia. Cái này khi sử dụng beta blocker cộng với là gì? Amlodipine thì coi chừng là gì, em chỉnh mạch không được. Nên người ta cắt cái amlodipine rồi nè. Và xài thuốc là phải chỉnh mạch. Chứ còn xài 1/4 nhân 2 làm chi? Đâu có giá trị gì đâu. Em xài là em phải điều chỉnh mạch. Robanolol bắt buộc phải điều chỉnh mạch. Còn carvedilol thì có thể sử dụng 12.5 mà không cần điều chỉnh mạch. Và carvedilol nó xài nó ít tác dụng phụ hơn cái thằng robanolol. Hả? Cặp Vedelol ở ngoài nó là của nó là 6.25. Thì khởi điểm của nó là 1/2 nhân 2 trước. Thấy huyết áp ok, vài ngày sau tăng lên gì? 1 viên nhân 2. Hả? Đúng rồi, tăng lên 1 viên nhân 2 nha. Nhưng mà cẩn thận có huyết áp. Tại vì huyết áp nó xuống là nó gì? Cái thận nó lại có chuyện nữa. Ha. Rồi, cái này có nhiêu đó. Ủa, cái amobin đó mình chuyện là chuyện nào hết phù mình ngưng được hay hết phù chết chết hả? Điều amobin đẩy nó lên trên 25-3 gram là ok rồi. Amobin giờ có 19 nè, mình truyền lên mình lên trên 25-6, 7, 8 gì đó, nếu có tiền thì ok rồi. Nhưng mà sau đó khi ra viện làm sao giữ amobin nó không có tụt nữa. Chế độ ăn hồi nãy cô nói đã ăn đạm nhiều vô, thứ hai là chụp sử dụng BCA uống. BCA là gói á, BCA là acid amin chuỗi thời gian, nó có tác dụng làm tăng sản xuất amin nếu mà uống vào ban đêm. Cái đó là thêm cho thôi, chứ còn không là ca này lại truyền nữa, truyền tốn tiền lắm. Hả? Khó không? Khó. Bởi vậy cô mới nói phải ghi. Đụng qua đụng lại, thành ra cẩn thận lắm thôi. Em trị thằng này nó bớt cái thằng kia nặng hơn. Trị đã hồi creatinine càng ngày càng tăng natri nó xuống rồi cái nó chết queo. Đúng không? Trị này xong nhảy qua kia bên lại trị. Bây giờ thấy cái chân phù quá đầy đánh lợi tiểu cho nhiều vô. Rồi. Hạ natri. Creatinine tăng lên mà cái thằng suy thận cấp mà trên cái sơ gan nó dễ đi lắm. Dễ đi vô cùng luôn á. Thì nó là bình tĩnh, không có gì phải khẩn cấp. Tại bệnh nhân vô nó thấy trước mắt là cái phù với cái bán, nó đâu có biết cái gì thì cứ lo, đừng có nghe bệnh nhân, cứ giải thích cho bệnh nhân họ hiểu. Muốn hết phù hết bán dễ ọm gì, uống chi cút lại mấy ống vô đó nó xẹp liền, nhưng mà nó phù lại. Amin nó thấp là nó phù lại à. Tăng áp cửa con là nó lại phù lại à. Thế từ từ bình tĩnh, không có gì hết. Cái này nhớ kiểm lại những cái bất thường ha, mình điều trị khoảng 2-3 ngày mình kiểm lại nha. Ví dụ như creatinine mình kiểm lại nè, yêu đồ mình kiểm lại nè, mình truyền amobin mình kiểm lại nè. Đúng không? NH3 mình điều trị Dufalac rồi, mình kiểm lại nè nha. Trong này có hai thứ mình có thể điều trị bệnh não gan. Thứ nhất là kali mem bù Dufalac, với thứ hai nữa là gì? Có sử dụng BCA nè, phải truyền nè. Còn cái nhiễm trùng thì mình không có làm, mình không biết. Cô vô hỏi em, amobin mà mình truyền như vậy á, rồi nó ra sao cô đi tiểu từ từ ra con? Hay tự nhiên nó kéo lên. Từ amobin vô là đẩy áp suất keo lên. Đẩy áp suất keo thì kéo nước vô thì tăng tưới máu thận. Nó tưới máu thận thì đi thi thái chứ sao? Nó kéo nước vô nội bào. Nước của mình là nước ở nằm ngoại bào. Bây giờ mình ráng mình kéo vô nội bào đi thì nó sẽ thải ra nước tiểu.
Tại vì phù của em là do gì? Cháo sức kéo nó giảm, đẩy nước ra đúng không? Bây giờ tăng áp sức kéo, kéo nước vô thì bớt phù ngoài chứ có gì đâu. Kéo nước vô thì nó sẽ đi tiểu, đúng không? Nhưng mà ca này nó có cái vai trò của tăng áp cửa nữa. Nhưng mà trước mắt mình có những ca mình đẩy albumin lên 35 rồi nó vẫn bán, chị Đình à, đúng không? Để xài lợi tiểu. Albumin là thực sự ra chính thống là không có chỉ định trong gì, trong điều trị phù và bán thôi. Nó chỉ có những trường hợp gì phù kháng trị nhiều quá thôi, albumin nó thấp quá mới truyền thôi. Còn chính thống mà vô gai lai nó chỉ có mấy nguyên nhân, mấy trường hợp này. Thứ nhất là gì? Chọc bán nhiều quá thì bù albumin. Thứ hai là gì? Hội chứng gan thận, đúng không? Nó có tiêu chuẩn truyền albumin. Thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Có chỉ định truyền albumin. Hay quá, mới nói cái chính thống mà. Gì? Thì nói rồi, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát, đúng không? Đúng rồi, viêm phúc mạc nhiễm khuẩn tự phát. Thứ hai là hội chứng gan thận. Thứ ba là chọc tháo nhiều, bán nhiều quá đó. Là những cái chơi là chính thống thôi. Nó vô gai lai đàng hoàng, có liều lượng đàng hoàng, đúng không? Rồi thôi nghỉ, mai trình tiếp. Mai trình xuất nhiều quá. Mình xài thuốc phải rất là cẩn thận nha, nhìn tới nhìn tới.